Chiều nay qua quán quen, chẳng biết uống gì, nghĩ nghĩ suy suy, cà phê hay nước cam, sữa tươi hay trà mà tôi mới uống hôm qua. Rồi em trông thấy anh, ánh mắt nụ cười làm em bỗng người nghĩ suy. Còn cho anh ly trà sữa chân châu đen. Thì em đã gặp anh. Thì em đã gặp anh. Anh chính là đường sao hả? Để nói nghe nè. Em chỉ mới đến đây nên đâu có biết được anh là ai. Anh đã đi theo em rất lâu mặc dù anh biết điều đó là sai. Môi em như mật ngọt, giọng em nói như rót vào tai. Ngày hôm qua em xin thêm đường, ngày hôm nay em có được anh. Có thể cho em mừng bye bye, xử lý tình yêu không mơ phai. Cho số điện thoại vào hôm nay nè, đổi lấy cuộc hẹn chờ ngày mai. Anh phải chờ thêm bao nhiêu lâu chờ đến khi ta yêu nhau vì lặng im ra hay ta không nói ra. Vậy thì giờ đây sao ta không kể những thứ ta đang mong để tình yêu ta xinh tươi như đóa hoa. Em cười ly đen đã không được.